con. Nhưng mà tại sao bà tôi lấy ông đấy ở nhà? Thế là bây giờ tôi đi làm về tôi lấy con nhưng mà ông đấy không cho. Tôi tháng rồi gửi một đứa về cho hai bố con nói rồi. Bà này đi đâu lắm rồi không ấy đâu. Không đâu. Bà này không phải đi làm. Đấy. Ông chí bảo là sao? Ông bây giờ ông không có quyền nuôi con tôi nữa. Đi một kiểu nhá. Xong một cái. Nó quá nhỉ. Ừ. Ủa, anh
Thank you.
tòa. Hãy subscribe cho kênh Tiểu.
Muốn hả? Khó sợ hả? Muốn là biến từ hồi cho chưa ly hôn. Tại sao bà lại đi làm không ở nhà chung con?
đi làm để kiếm tiền, ở nhà không có tiền, ông đấy chỉ ở nhà uống rượu thôi. Thế bà đi làm thuê tháng được bao nhiêu tiền? Tháng được nhiều lắm, 100 triệu. Tôi tháng tôi gửi một nửa về cho hai bố con nó rồi. Có đủ tiền nuôi con không? Có. Tôi rất nhiều tiền. Thế bây giờ bà bắt nó về bà không nuôi được thì sao? Bà bỏ đi công ty thì sao? Tôi không bỏ. Tôi đưa nó đi học, bây giờ tôi nhiều tiền rồi, tôi ở nhà thôi. Bây giờ ông, cái bố của con bé đấy đi lấy một bà nữa ở trong kia ấy. Cứ đưa con tôi đến ngồi ở trước cửa nhà đời vừa mới của ông đấy thôi. Đấy. Sao bà không đi lấy? Tôi đi lấy rồi nhưng mà ông đấy không cho bà đánh được tôi. Tại bà không ở nhà chăm sóc nên bà không có quyền tranh con của ông kia. Nhưng mà tôi đã gửi tiền hàng tháng về nuôi nó. Nên là bà ông không có quyền đấy. Nhưng ông đấy sắp lấy vợ mới rồi. Thế bây giờ tôi sẽ đi theo bà. Biết tôi đi. Đưa tôi đi giải quyết theo sau. Đi chỗ ơi. Không, tôi chỉ lấy về
đúng nghĩa đúng của xã hội Việt Nam. Bà bỏ đi bao lâu rồi, bây giờ bà lấy cái gì? Đúng cái gì? Dạ đúng à. Tôi có bằng chứng đấy. Lo lắm rồi, không ấy đâu. Không đâu. Bà này không phải đi làm đâu. Tôi không đi làm thì đi đâu? Bà đi theo bồ đi bao lâu rồi bà? Thế ông thấy tôi lấy chồng chưa mà ông nói? Lấy rồi, tôi thấy rồi. Thế bây giờ ông đây, bằng chứng đây, người yêu mới của ông ngồi ở đây đấy. Đấy là bà đi rồi tôi mới lấy, tôi lấy lâu rồi. Tôi lấy lâu nhưng mà ông không có bằng chứng, bây giờ tôi có bằng chứng, ai có bằng chứng người đấy thắng. Không phải như thế đâu. Không phải cái gì, ông đừng có cái láo, cái ngang, cái ngược. Ông ở nhà toàn uống rượu đánh tôi mới bỏ ông với con đi. Có đâu bằng chứng đánh, kiếm tiền đâu. Bây giờ nếu ông này đồng ý cho bà này đưa con đi thì ký vào đây. Nếu không thì không được thì bà kia ký vào đây. Đi theo bố hả? Đi theo. Bây giờ ông đồng ý cho bà đưa con đi hay không? Có. Đấy. Đi theo mẹ không? Bây giờ con đi theo bà này à? Đấy. Đi ký vào. Ông ký vào lần sau ông, bây giờ ông không có quyền nuôi con tôi nữa. Đi mua kẹo nhá. Cho một cái. Mai hai người đi ba nhá. Mai hai người đi ba nữa. Yêu bằng hả?